Thưa quý vị, để hỗ trợ người dân trong thời gian thành phố Bạc Liêu thực hiện lệnh phong tỏa nhằm phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thành lập tổ đi chợ hộ. Tổ sẽ giúp người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, thuốc. Trong ngày đầu hoạt động, tổ phụ nữ đã nhận hơn 100 đơn hàng với các mặt hàng chủ yếu lương thực, thực phẩm. Với mô hình tổ phụ nữ đi chợ hộ, mỗi hộ dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ đi mua hàng hóa 2 lần trong tuần. Các thành viên phụ trách tổ sẽ nhận điện thoại hỗ trợ vào buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ và chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Sau khi tiếp nhận đơn hàng cần mua, các chị sẽ chia nhau đến các điểm cung cấp nhanh chóng mua đủ số lượng đơn đã chốt. Chỉ chưa tới 10 người mà các chị phải đảm nhận một khối lượng công việc không nhỏ, vừa nhận điện thoại liên tục từ người dân, vừa ra các điểm mua bán còn được phép hoạt động để lựa chọn từng món thực phẩm đảm bảo chất lượng rồi phân chia ra để giao. Do thực hiện lệnh phong tỏa nên nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là nguồn cung thực phẩm tươi sống trở nên khan hiếm. Bên cạnh đó, một số chợ truyền thống đã ngưng hoạt động nên các chị em đã không tìm đủ nguồn thực phẩm tươi sống đáp ứng được nhu cầu đơn hàng cho người dân. Công việc đi chợ hộ nghe thoáng qua tưởng chừng như đơn giản, nhưng những ngày thành phố Bạc Liêu thực hiện phong tỏa thì là việc khó khăn và vất vả đối với các chị em tổ viên. Một trong những cái khó khăn mà của cái tổ phụ nữ đi chợ đó là hiện nay là đơn hàng đặt thì rất là nhiều. Trong khoảng một vài tiếng đồng hồ thôi thì chúng tôi cũng đặt trên 100 cái đơn hàng của người dân trên địa bàn của thành phố Bạc Liêu. Mà trong khi đó thì chợ truyền thống, một số chợ thì cũng bị phong tỏa và rất là hạn chế cái số lượng người bán. Cho nên là cái nguồn hàng của chúng tôi đi thì cũng rất là khó khăn, mà trong khi cái nguồn lực của hội phụ nữ thì rất là khó. Rồi chúng tôi cũng tự động viên nhau rồi vượt qua cái khó khăn, rồi thực hiện cái biện pháp 5K mà Bộ Y tế khuyến cáo để làm sao mà bảo vệ an toàn nhất cho bản thân mình cũng như là cho cộng đồng. Việc giao nhận hàng cũng không hề dễ đối với những shipper không chuyên của tổ phụ nữ đi chợ hộ. Dù rằng rất quen thuộc những con đường trong nội ô thành phố, song phải qua vài ba cuộc điện thoại chỉ đường, vòng qua vòng lại đôi ba đoạn, các chị mới tìm được nhà của người dân nằm sâu trong những con hẻm. Dạ anh ơi, tụi em đang đứng ngay chỗ mà ngay cái hẻm đầu đường mà vô trường Trần Phú đó anh, ngay chỗ bánh canh cua. Nhà anh ngay chỗ nào? Không phải, bên đầu hẻm trên đây. À đâu? Đầu hẻm là xích lên trên chút nữa phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thôi thì tụi em bọc vòng ra nha. Dạ, 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 anh ra đứng giùm em ha, em cảm ơn anh. Dạ, dạ. Nhờ được hỗ trợ trong vấn đề cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, người dân thành phố Bạc Liêu cũng yên tâm, vững dạ, đồng lòng cùng nhau chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch trong những ngày thực hiện lệnh phong tỏa. Dù không nhận đủ hàng theo nhu cầu, song người dân vẫn rất thông cảm cho các chị em. Nói chung là cái dịch này là căng thẳng. Thành ra là mà ở nhà 24/24 là rất là tốt để ngăn chặn cái dịch nó lây lan. Nhưng mà ở nhà thì phải ăn uống. Mà có hội phụ nữ mà làm được như gì đây thì rất là tốt. Nhất là chủ tịch hội phụ nữ sáng tôi điện là lên máy liền. Lên máy liền. Rồi kết Zalo. Rồi tôi chụp cái to cần ăn cái gì đó. Thì là cô Trang cô mua giùm. Rồi bây giờ cô đem lại rồi hết sức cảm ơn. Cũng xúc động á. Nếu mà làm vậy thì dân người ta sẽ rất là yên tâm. Nói chung này ai cũng sợ chứ không phải là mà nếu mà có cái hội như vậy thì người ta rất là mừng, người ta không phải đi ra ngoài, người ta cũng yên tâm dữ lắm. Muốn công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả thì phải đi từ ý thức người dân. Mỗi người dân phải biết tự bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Chúng ta đang trải qua những ngày khó khăn, nhưng khi mỗi chúng ta biết cách vui lòng chấp nhận, cùng nhau chia sẻ khó khăn sẽ tạo nên được sức mạnh đoàn kết, sớm đẩy lùi dịch bệnh.